chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và sau đây là phần 2 của chương trình phỏng vấn đặc biệt tướng lê minh đảo nhân chuyến viếng thăm vùng thủ đô hoàn thành đốn của ông kính thưa ông khi mà ông nói về những cái lực lượng giúp ông trong vấn đề bình định và bảo vệ an ninh của các tỉnh mà khi mà ông giữ vai trò tỉnh trưởng về hành tránh cũng giống như tiểu khu trưởng thì phật giáo hòa hảo đóng vai trò như thế nào vậy thưa ông cái điều này hệ tôi xin nói thế này cái tỉnh Trương thiện đó là cái tỉnh rất khó mộ quân vì cái tỉnh của tụi nó mà à, cái dùng đất của tụi nó thành ra khi mà trước tôi đó là ông đại tá lý ba phẩm đó thì ông cũng là người của đạo hòa hảo thành ra ông liên lạc được với lại à, an giang châu đốc các nơi đó. thì mới tuyển mộ lúc đó mình có những gọi là sĩ quan vì những đơn vị đồng hóa đó thì ở chương thiện lúc đó đó chúng tôi có tất cả mười mấy đại đội đều vương quân hai chục đại đội phương quân đó là toàn những anh em đồng quá đồng quá của uh, các cái lực lượng hòa hảo đó đi về trên chương thiện để mà đồng hóa. những anh em này phần đông đó là của ông lê Văn vinh đó của ông ba cột đó, là những người hòa hảo đánh giặc rất giỏi mà khi mà tôi về đó rồi có những cái còn hai ba cái đại đội mà chưa kịp đồng quá nữa thì tôi cố gắng tôi lên lên kia bộ nội vụ tôi cố gắng để cho anh em đó có những anh em mà họ có trăm người rồi chỉ huy họ chứ quyền đó mà họ chưa có cấp bậc đó thì tôi làm tiếp tục để cho họ làm cái đề đó thì ở dưới đó cái lực lượng có thể nói là chủ lực ở dưới chương thiện đó là các anh em địa phương quân địa phương quân của lực à, lượng của hảo yeah. mà anh em này tôi nói nó đánh xuất sắc Tức là... họ đã chết sống với cái mảnh đất ở Trương thiện nó rất nhiều mà, chúng ta vẫn được chương thiện đó phải nói rằng những cái chiến sĩ của chúng ta là những chiến sĩ hòa hảo ở dưới đó và những quân trưởng đó là những người mà cũng đã làm việc với quyền tu từ trung quý Trung Năng lên tới đại quý rồi làm quân trưởng ở kiến thiện ở phước long ở cái dùng 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 những cái khu trù mật dùng ở dưới đó, đó. hết nha yeah. thì trong đó, thời gian thì, đó từ uh, 67 đến 69 vậy thưa không yeah. Tôi đó là năm 67 tới 69. chín yeah. Mà lúc đó là cái năm đó là năm 68 của yeah. tụi nó đánh đó. Thì như quý vị biết là chương thiện đã được giữ vững Thì mình biết cái công lao của anh em đó đã hy sinh rất nhiều. Rồi lần lần có cái lực lượng đó thì mình mạnh lên đó. Mình mới tuyển mộ rồi tất cả những người đó họ bỏ cộng sản trong đó đó. Họ mà đi cái mới nghĩa quân mình mà có nhiều. Thành ra cái tỉnh nó có cái sắc thái của nó nặng về vấn đề vấn đề quân sự nhiều hơn mấy trên khác bây giờ tôi nói qua cái, cái 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 cái, cái tỉnh khác cái tỉnh đó là cái tỉnh mỹ thọ cái tỉnh định tường đó thì khi mà cái phong trào của chúng ta sau ba đợt tấn công của cộng sản trong cái tết mậu thân đó là chúng nó bị thiệt hại rất nhiều và nó yếu suy yếu đó thì tổng thống thiệu đã đưa ra một cái chính sách gọi là thừa thắng xong lên tái chiếm lãnh thổ thì trong khi đó mỹ cũng có cái 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 strategy mới đó của ông abram lúc đó đó làm cái chiến dịch nó gọi là clear and hold nghĩa là ta, ta quét dùng nào đó người ta giữ, giữ chặt đó. dùng đó thành ra cái chương trình bình định phát triển là một cái chương trình hết sức là thành công của chúng ta từ năm 1968 cho đến năm 1900, cuối năm 1971 mà chúng ta đem lại an ninh cho tất cả hầu như tất cả những cái là à, ở miền Nam chúng ta thì tôi nói gì? đặc biệt tôi nói để chân thiện để cho quý vị thấy một cái cụ thể như thế này khi tôi về đó tôi không coi cái tỉnh ở Mỹ Tho ở ở, ở, ở ở cái chương thiện nữa giao cho người khác đó. thì tôi về tôi đặt trách lo về vấn đề bình định phát triển mà lo cái tỉnh bị tho là cái tỉnh quan trọng đó thì à, lúc đó là tôi về đầu năm 1969 thì phải vừa bình định vừa clear đó giữ rồi vừa, vừa tiến mộ tất cả dân mình gửi đi huấn luyện để mà xây dựng thêm tất cả địa phương quân nghĩa quân để cho để cho đủ để mà mình tái chiếm hết tất cả các lãnh thổ của mình thì đó từ 27 đại đội địa phương quân đó Tới, tới cái cuối cùng tôi nâng lên được như vậy là tới 68 69 cái trung đội cái cái đại đội địa phương quân bao nhiêu xã bao nhiêu quận vậy thưa à để tôi nói tiếp rồi còn cái phần địa phương quân ở phần nghĩa quân đó thì từ trên 150 trung đội nghĩa quân tôi tăng lên thành 300 trung đội nghĩa quân thì quý vị mới thấy rằng là cái vấn đề là cái vấn đề chuyển bộ cũng là cái cái đó là một cái sự công tác hết sức quan trọng cái tỉnh mỹ tho này nó quan trọng ở chỗ này, nó có 7 quận tất cả 7 quận tất cả và nó có 98 xã đó trong đó chúng tôi có tất cả như vậy là 300 trung đội nghĩa quân để đóng giải rác tất cả các đồ và sáu bảy đại đội phương quân nó chia ra ở các bảy quận đó để mà giữ dần bình định phát triển thì chúng ta nó đặc biệt với việt nam chúng ta đó một đất nước vừa chiến đấu chống cộng sản xâm lăng mà là vừa phải xây dựng tổ quốc đất nước mình thì cái chương trình bình định xây dựng nông thôn của mình là, là, chúng ta cái tái thiết lại ở dân khẩu thành ra vai trò của ông tỉnh trưởng đó tôi coi nó không nặng bằng cái vai trò của ông tiểu khu trưởng để lo cái vấn đề an ninh cái lãnh thổ và bình định phát triển mà chính cộng cộng sản nó sợ nhất là cái chiến dịch bình định của mình thành ra lê dưỡng lúc đó là ta dưỡng làm cái tên mà ta đại ác đại gian đó khác máu như nó, nó, đưa luôn luôn bắt được những tài liệu là phải đánh phá bình định đánh phá bình định bởi vì nó biết định định chúng ta là chúng ta tát nước bắt cá mà chúng ta đẩy tụi nó ra ngoài đang trọi thành nó nó biết cái cho đó là chúng ta gần thắng rồi chúng ta thắng có thể nói như vậy đó. đó là trong cái vấn đề bình định của chúng ta thì vấn đề đó chính trị mình không nói thêm nữa à, yeah. à, để, để 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 cho thấy cái, cái 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 sự như vậy ngoài ra đó cái giai dò của ông tỉnh tưởng có cái gì hành tránh để cho mấy ông hành tránh họ chuyên môn họ làm họ điều hành này, này kia trong cái vấn đề à, cải cách điền địa công chánh rồi này họ làm mình sám sát họ nhưng ông tỉnh trưởng lo cái vấn đề mình định phát triển hơn không, không và đồng thời nó lo cái vấn đề chẳng hạn như cải cách phát cho tiền cho người cày có ruộng làm cài sơ cài có ruộng. Yeah. mà mình do mình thấy được an ủi sức khi ông một ông già ông cầm một cái một cái cũng như là một cái cái bằng phán đã cho ông đó ông nói suốt đời tôi không có bao giờ tu được cái cái, cái, cái tờ này cầm tay đội ơn chính phủ đội ơn chính phủ đã cho tôi như thế này đó là mình thấy những sự thành công của mình trong cái vấn đề mà cái bằng mình mình thu phục được nhân tâm cái lòng dân mà để làm thế nào mà họ đi họ tiếc cái chính phủ của mình họ tiếc những người cán bộ của mình mà làm sao nào chúng tôi cố gắng làm thế nào mà đi ở thì cho dân thương mà đi thì cho dân mới thực đó cái đó là một cái điều mà một ông tỉnh trưởng mà muốn làm cái nhiệm vụ đàng hoàng, thành công đó, là phải làm như vậy. Yeah. À, như vậy. Yeah. Yeah, xin được cảm ơn ông. Yeah. À, kính thưa quý vị, à, vừa rồi là phần 2 của chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và tướng Lê Minh Đảo. À, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 3.